Xin chào mọi người đang xem video trên kênh âm thanh của Trường Phát. Tiếp tục trong clip ngày hôm nay, Liên giới thiệu đến các bác một số mẫu loa cỡ nhỏ, trong đó có loa check, loa center, loa trợ lời và mạch xúc điện cỡ bát 40. Em sẽ tiến hành test nhanh và báo giá ở trong video. Các bác quan tâm có thể xem để biết thêm chi tiết và giá bán của từng cặp loa. Đầu tiên, em sẽ giới thiệu đến các bác một cặp loa check tháo thùng của hãng Yamaha. Có chiều ngang là 10 cm và đo chéo nó là 12. Loa có lưới kim loại bảo vệ. Đây là phía sau, thương hiệu Sansui, sản xuất tại Nhật Bản. Đó là em tháo thùng loa ra các bác nhé. Về tình trạng của loa check Sansui này, một bên thì hát tốt, một bên thì tiếng nó nhỏ tiếng. Đó, cái này thì em sẽ thanh lý cho các bác, về có thể mang cho thợ để khắc phục một bên để cho tiếng nó to hơn nhé. Một bên nghe to bình thường, một bên thì tiếng nó nhỏ. Đó. Cặp này lên thùng nhìn rất là đẹp luôn. Rồi, cặp này em sẽ để cho các bác với giá là 150 ngàn, giá chưa bao gồm phí ship. Vâng, em cũng xin thông báo luôn để cho các bác nắm được. Đó là bên em bán hàng là có cọc bên em mới ship hàng các bác nhé. Ở những sản phẩm ít tiền thì các bác nên chuyển hết để cho nó gọn. Như là cặp này có 150 ngàn thôi. Đó, những sản phẩm mà nhiều tiền hơn, tiền triệu thì các bác có thể cọc 200-300. Nói trước để cho các bác đỡ mất việc của cả hai bên. Và cặp loa check số 2. Đó là cặp loa check thùng nhựa màu đen. Ở phía trước có lưới sắt bảo vệ. Kích thước cái đường tròn này nó khoảng 10 đến 11 cm. Đây là phía sau của loa. Đây là cầu bắt dây loa các bác nhé. Về tên của loa đó là AT30, có công suất khoảng 100W một chiếc. Công suất 100W một chiếc và hai chiếc thì nó khoảng 200W. Đây nội thất của loa đây các bác. Đó, loa check từ kép phân tần. Một cảm lớn và hai con trở. Đấy, đây các bác có thể đánh trực tiếp từ âm đi ra nhé. Đó, có thể gắn vào những bộ nghe nhạc hoặc là bộ hát karaoke để hỗ trợ thêm giải check. Đó, các bác nếu mà các bác mà muốn nghe sáng hơn nữa thì các bác có thể bỏ bớt một con tụ và con trở này ra. Đó, tùy các bác nhé. Đó, phần tần này chịu đòn rất tốt và từ kép chống cháy và lọc âm sạch sẽ. Đây em đang đánh trực tiếp từ âm đi nghe nhạc, đánh thẳng vào loa check. Đó, loa có phân tần nên là lọc rất là sạch các bác nhé, hầu như là chỉ cho ra cái tiếng check không thôi. Mẫu AT30 này thì em có khá là nhiều. Đó, còn khá là nhiều. Đợt trước thì cũng rất nhiều bác đặt hàng mua rồi. Với cặp loa này em sẽ bán với giá là 200 ngàn một cặp các bác nhé, giá chưa bao gồm phí ship. Và cặp số 3 đó là cặp loa check thùng gỗ. Kích thước chiều ngang của loa đó là 10 cm.
Thùng gỗ này họ sơn màu nâu các bác nhé. Đây là phía sau của loa, cầu bắt dây loa. Đó, có chân này các bác có thể để trên lóc của loa thùng, rất là chắc chắn, khá nặng nhé. Thông số của loa ở phía sau, loa có hiệu là Pioneer, công suất là 100W một chiếc, 100W một chiếc, 200W một cặp, chiều kháng của loa là 8 ohm. Và đây là phân tần đây các bác. Phân tần có cuộn cảm và tụ nhá, được bọc kín ở trong cái được bọc kín đó. Ok, bằng cả hai chiếc vẫn còn hát rất tốt. Cặp này cho chất âm rất là vang các bác nhé. Tiếng đanh tiếng và bay xa. Với cặp này các bác có thể ghép vào để nghe nhạc hoặc là hát karaoke đều được. Cặp hiệu Pioneer thùng gỗ có giá bán là 600 các bác nhé. 600 ngàn giá chưa bao gồm phí ship. Tiếp tục số 4 đó là cặp loa trợ lời với hiệu Bose 151. Phía trước có lưới sắt bảo vệ. Rồi, em sẽ mở lưới ra. Đó, có một loa bass trên một thùng. Dòng 151 này thì cái màng nó là màu đỏ gân vải các bác nhé. Loa vẫn còn zin và đẹp nhé các bác nhé. Đây là phía sau của loa Bose 151, có công suất là 40W một bên, chiều kháng là 4 ohm. Đây là nội thất của loa Bose 151. Đấy, với từ loa có dập chữ Bose và mã số từ ánh vàng các bác nhé. Có phân tần này, đầy đủ quận cảm tụ rồi là chở lò xo. Hàng này do hàng Trung Quốc sản xuất. Và cả hai chiếc vẫn còn hát tốt các bác nhé. Với cặp loa Bose 151 này, em sẽ để cho các bác với giá là 500 ngàn một cặp nhé. 500 ngàn một cặp, giá chưa bao gồm phí ship. Tiếp đến là mạch sút điện với model là M1800. Có kích thước chiều ngang là 30 cm. Chiều này nó là 28. À, một chiều 30 và một chiều 28. Đây là chỗ cắm dây nguồn này, công tắc bật tắt nguồn. Có đảo pha này, volume to nhỏ. Đó, đây là cắt tần này. Có hai đường vào. Đó, ngoài ra các bác có thể đấu dây vào bên này. Đó, đây là rắc cắm AV. Rồi. Biến áp nguồn vuông.
mạch công suất là đánh 4 con sò lớn các bác nhé. Đây các bác có thể nhìn thấy chân con sò này, 1 2 3 4 đó. 4 con sò lớn. Và đây là hai tụ lòng nguồn. Có thông số là 63V. 63V một con. Có loại 50V nhé, loại này là 63V. Đây là dây da loa súp. Mạch này do Sài Gòn sản xuất. Mạch này có thể đánh được loa súp bát 40. Đó, các bác có thể đánh được loa súp bát 40 hoặc là 30 càng tốt. Có công suất nó khoảng 600W trở lên các bác nhé. Mạch 4 sò. Công suất nó khoảng 600W trở lên. Với mạch loa súp này thì vẫn còn khá là mới. Mới như là chưa dùng luôn. Đây là hộp của nó. Đó. Cái này thị trường có giá khoảng độ 900 đến hơn 1 triệu tùy loại. Với chiếc này thì em sẽ để cho các bác với giá nó chỉ có 650 ngàn thôi nhé. Còn rất là mới và nguyên zin, bao gồm một sợi dây nguồn, một mạch súp là 650 ngàn, giá chưa bao gồm phí ship các bác nhé. Rẻ như là mạch loa hai sò, đây con này 4 sò, giá rất là tốt cho các bác chơi. Rồi tiếp đến là một cặp loa chờ lời nữa nhé. Cặp này có hiệu là Bose 101. Đây là mặt trước của loa có lưới sắt và tem của Bose. Em sẽ tiến hành tháo lưới ra để kiểm tra bên trong. Đó, các bác nhìn ở góc của chỗ bắt ốc là đều có chữ Bose dập đó nhé. Ba góc đều có. Đó. Loa màng giấy gần vải. Đây có chữ Bose đây. Đây là chiếc thứ hai. Đó, mặt loa còn đẹp, keo nguyên zin. Đời này cũng là loa Trung Quốc Hồng Kông, loa Hồng Kông Trung Quốc sản xuất. Mà nó là loa thuộc đời khá là lâu rồi các bác nhé. Đời đời đầu đấy. Nhìn cái mặt loa thì cũng thấy rất là khôn nhé. Màu nó hơi bạc bạc, xanh kiểu như quân đội. Đời mới bây giờ là nó sẽ màu đen hơn nhé. Ốc thì nó cũng ngả màu rồi. Cái lưới của loa có sắt nó chặn này, đấy. Chứ không phải là họ dính keo nhé. Thông số phía sau của loa Bose dòng này là model là 101 Music Monitor, loa 4 ohm made in Mexico. Tuy nhiên là không phải là hàng chính hãng của Bose Mexico đâu các bác nhé, nhưng mà nó cũng khá là chất luôn. Tem mỏng, chữ nhỏ sắc nét. Đây là cầu bắt dây loa. Loa này thì em chưa làm đẹp nhé, chưa chưa lau kỹ. Thùng nhựa thì rất là bền, các bác về vệ sinh là nó sẽ đẹp nhé. Thùng khá nặng. Đây là nội thất của loa Bose 101 monitor. Từ ánh vàng rất là đẹp các bác nhé. Có bông tiêu ấm nót ở bên trong này. Đó. Những bông mà loa kém hơn đời mới thì nó sẽ cắt tầm hình vuông. Rồi, nhưng bông này nó là bông rối, bông trắng tinh. Đây là phần tần, quận cảm tụ và chở nò xo. Con này khá là chất các bác nhé, nguyên zin tuyệt đối nhé, chưa qua sửa chữa.
Vâng, cặp loa Bose 101 hàng Hồng Kông Trung Quốc sản xuất đời đầu. Rồi, chất âm hay các bác nhé, còn nguyên zin tuyệt đối. Cặp này có giá bán là 800 ngàn, giá chưa bao gồm phí ship. Và cuối cùng là ba chiếc loa nằm hàng bãi của Nhật về các bác nhé, hãng Yamaha. Loa này các bác có thể nằm loa center, chịu lời. Loa có kích thước chiều ngang là 34, chiều sâu là khoảng 12-13 cm. Với cấu hình là 3 loa trong một thùng. Loa này có kích thước chiều ngang là nó khoảng 8 cm. À, một loa check ở giữa. Màng giấy còn trắng tinh, gần vải, mềm mại. Hai cái này thì thiết kế giống nhau. À, cái này thì nó họ thiết kế nằm. À, về củ loa cũng như là cấu hình thì là nó giống nhau các bác nhé. Nhưng mà nhìn kỹ thì mới biết là nó là cái e căng này này. Đó. Thì họ thiết kế là nằm như này. Đó. Còn hai cái này thì là cái chữ nó ngang ở bên dưới nhá. Thùng loa vân gỗ còn rất đẹp. Không một vết chảy. Đây là phía sau của loa. Con này nó là M125. Đó, con này cũng thế nhé, M125. Bên này thì nó là C125. C125. À, có chiều kháng là 6 ohm và công suất max là 120W. Sản xuất tại Indonesia. Đây là móc treo, cầu bắt dây loa. Đó. Cầu bắp chuối chân đồng. Nhìn qua cái lỗ này thì cũng thấy là cái loa check là từ kép. Và loa bát thì nó là từ bọc sắt 7 bầu. Rất là chất các bác nhé. Đây là khá nặng. Thông số cái này cũng thế. Công suất là 120W max. Sản xuất tại Indo. Chiều kháng là 6 ohm. Ba chiếc loa center của hãng Yamaha còn zin đẹp xuất sắc, có giá bán là 800 một chiếc các bác nhé, 800 ngàn một chiếc loa center, giá chưa bao gồm phí ship. Bạn nào thấy được thì liên hệ cho Trường Phát theo số điện thoại 0935668698. Em ở Đông Anh, Hà Nội, em ship hàng toàn quốc qua đường bưu điện, khi có cọc xem kỹ trước khi liên hệ. Và xin chào và hẹn gặp lại ở video sau. Xin cảm ơn.